thật thì mà dựng này như cái máy rồi đúng không? Thao trên cô gái giới thiệu với anh em là đang test mồi nha, đang kiểm tra mồi nha. Anh em nào thích thì alo con này nha. Trời ơi. Ui, mà chỉ lọt kìa. Cho này bé quá. Bữa giờ nó phải nhìn được con nào rồi. Ôi, bữa giờ đỏ vậy. Phát ngủ rồi. Con này gáy gọi bốn bốn không lỗi không tật bổ bốn dùng tốt cho chứ không không chê được nhiều nào để bỏ hết nhiều gì anh em mà kết em này thì alo 0163530582.